Hello, muốn chào tất cả anh em đã trở lại với kênh bonsai tự nhiên của mình nha. Chúc anh em một ngày mới tốt lành nha, tràn đầy năng lượng và sức khỏe nha anh em ơi. Hôm nay quay giao lưu với anh em một lô hải châu tiếp tục nha. Hải châu lá nhỏ nha anh em ơi, tại Bình Định nha. Đang rất là đẹp luôn. Hôm nay có 10 11 phôi gì đó anh em ơi. Hả? Số 1 nha. Đó hai cây tựa tựa nhau mình quay chung nhặt đây. Số 1. Rất là đẹp luôn anh em. Cái này mình đớm mà mình dàn lại cho chừng sau này nó trồng á mình nó bung cái chồi lên đây không là nó mình ghép vô cũng được nha. Đó. Coi lá nhỏ nha anh em ơi, lá chỉ chừng dần chừng ở dưới thôi. Trời rất là đẹp luôn. Số 1 bán hai coi luôn nha. Một coi nè. Hai coi nè, cái này hoành 20 đó anh em. Cái này nhỏ hơn, cái này tầm 10 lần. Đó. Hai coi nha. Trồng rỡ phía sau này. Đó. Có hai cái chân rỡ xuống nha, này hai chốt rồi nè, khá là heo luôn hả, hai coi khá quái luôn anh em ơi, nên hả một kẹp rất là đẹp luôn. Số 1 hai coi nha hả? Số 1 hai coi 270 nha anh em ơi, giá không bao gồm phí ship nha anh em, hai coi 270 nha, giá không bao gồm phí ship nha anh em ơi. Anh em lưu ý giúp mình nha, coi thì mình đã xử lý bôi keo tha rỡ hết rồi, giờ anh việc anh em chỉ giờ ủ và trồng thôi, trồng về bờ trồng bị nhựa lại, mấy cây nhỏ thì nó rất là dở sống luôn. Số 1 hai cây 270 nha, giá không bao gồm phí ship nha anh em ơi. Nồi số 2 cái hai cái củ anh em, củ này hành 23, củ này hành 31, hành tổng 31 nha. Đó hai củ này, củ này còn dính đất luôn. Số 2 nha. Đó. Cao tầm mười mấy thôi anh em ơi, hai củ nè. Đó. Cái hoành cái cú này khá là hay luôn nè anh em ơi. Hai cú này 200 nha anh em ơi. Số 2 200 nha. Đó, anh em nào mà mua hai mã thì mình sẽ bao ship cho. Đó. Coi thì mình đã xử lý rỡ hết rồi. Đó. Anh em chỉ việc vũ ở trồng mình bo lại nhỏ luôn ha. À, mấy cây nhỏ này nó dở sống lắm anh em ơi. Về trồng thương trồng bị nhựa lại. Giữ nước cho nó là ok rồi. Số 2 hai cây 200 nha. Hả? Cút cút coi cho là chơi lùng lực luôn anh em. Hả? Bây giờ bán cây cò ớn quá, nặng quá. Số 2 hai cây 200 nha, giá không bao gồm ship nha anh em ơi. Anh em nào mà lấy hai mã mình bao ship cho. Rồi, số 3. Đây. Số 3 cũng hai cây luôn. Hả? Số 3 hai cây này 108 nha anh em ơi. 107 thôi. Cây này nó hơi trụ trụ lên đây. Hai cây này 150 nha anh em. Số 3 hai cây 150 nha. Vừa bán vừa cho anh em luôn. Anh em lấy về chưa? Cái củ này nó hơi bự nè. Củ này hoành tới 26 nha anh em. Còn cái cây đây hoành 18. Rất nhẹ. Hai cây 150 giá không bao gồm phí ship nha anh em ơi, lấy hai mã bao ship rồi mình bao ship cho nha. Đó. Bao rẻ luôn, lấy về chơi nè, mấy cái này mà không chơi cây nào nữa anh em ơi. Số 3 nha, hai mã nha, 150. Cái này nó hơi trụi thôi chứ mà nó mà trồng mà nó sống nó ba cái chân xuống nhà mà cây này mình trồng sống là đúng bài luôn nè, thùng lù luôn, cũ nở nó hơi xéo xéo nữa nè. Số 4. Ôi, một cây cũng nở nữa. Cái này hoành 24. Mấy cái này tao tầm tới 20 20 không anh em ơi. Mình kích luôn lực. Cái này còn dính đất luôn nè. Hả? Hoành 24 nha. Cũ nở ra nè. Cái này 220 nha anh em. Số 4 220 nha, hoành 24. Anh em nào mà trường phái mà cho cây mini mà lùng lực thì lấy mấy cây này về chơi. Cũ nở ra nè. Đất đây còn dính nghiêng cục đất luôn à. Đây đây được có một chốt với hai chốt rồi, anh em mèo đánh tàn ra được rồi. 220 nha, số 4 22 nha anh em ơi. À, số 5 hai chân rỡ hả, chân rỡ hai cái chân chỉ xỉa luôn anh em ơi. Số 5 nha, có chốt rồi.
mình kiếp mình lấy hai chân thôi, bo lại hết, toàn bộ rỡ là mình bo lại hết. Số 5. Con này hoành 23 nè, con này 23. Số 5 nha. Con này 109 nha anh em ơi. Số 5 109 nha. Chân rỡ nè. Đứng rất là dương luôn. Dáng đứng bánh tre anh em ơi. Số 5 109 nha. Coi khá là dương luôn nè. Rỡ thì đã bo hết rồi. Này ủ trồng thôi, không bận không lũa gì hết nha anh em. Rồi số 6. Một cây rỡ VIP luôn. Dáng thú anh em, 4 chân. Đó. Anh em coi nè. Cây này còn lá nè. Cây núi nha, lá nó hơi dài dài nè. Số 6 nha. Cây này hoành 27 anh em. Hoành này 27 rồi. Cụ tinh rỡ nè. Rất là hay luôn nha anh em. Mấy cây này mà anh em lấy cây nào á. Cái này 350 nha anh em ơi. Số 6 350 nha. Dàn chân đớ nè. Nôm đẹp không? Quá đẹp luôn nè. 350 nha, số 6 nha. Anh em nào lấy hai mã, ba hai mã trở lên thì mình bao ship cho. Anh em nào ưng lấy hai mã trở lên thì nó bao ship nha, một mã không có bao ship nha anh em ơi. Báo anh em trước nha. Rồi số 6 không? 350. Số 7. Một em chân rỡ nữa. Đó. Hoành chỗ này 27 anh em. Đó. Một em chân rỡ chất lượng rất là khá là hay luôn nè, có 3 cái chân anh em. Đó. Tính ra là 4 chân ạ, 2 chân sau nè, 2 chân trước nè. Và dáng thú anh em. Nhìn khá là hay luôn. Mấy cái này trồng sống lên rồi anh em mêu đánh tàn rồi anh em ơi. Số 7 nha. Đó. Khá là hay anh em ơi. Số 7 260 nha. Coi thì mình làm mình kích gọt tha kêu rồi hết luôn rồi. Anh em chỉ việc chịu thôi. Đó. Chịu thôi. Chứ không làm nè. Số 7 260 nha. Rồi, số 8. Đây, một em cú nở. Hoành 34 luôn anh em. Cú nở này, mà nó dẹp ra nên. Nó dẹp lép à. 4 chân thôi. Cây khá là hay luôn. Mấy cái này trồng sống nhìn nó bao phơ anh em. Làm coi ra rất là đẹp luôn. Hoành 34. Nhìn thấy không? Hay không? Tám nha. Đó, cái này 39 nha anh em ơi. Hai chừng 400. Đó, anh em nào lấy hai coi mình bao ship cho. Được cái nó cũ nó hiểu lần đây cũ nữa tụi đây thật bự anh em. Mà nó dẹp nữa. Nó dẹp lép à. Cái này khá là hay luôn anh em. Số 8 nha, 39 nha. Phải gọi là rất hay anh em. Cái này anh em cầm sống thì nó phải gọi là một cái dạng rất là đẹp luôn á. Mấy cái rỡ mà nó xíu xíu là mình cái đây cái thân nó mình kích cho nó rút. Còn đây mấy cái rỡ nó xíu là mình còn bộ là mình bo mình đục hết rồi. Đó, bo mình đục sắt. Ở lại cái coi thú thôi anh em ơi. 390 nha. Số 8 nha. Rồi số 9. Tiếp tục một coi hình thú nữa, cũng mốt béo, coi này hoành 30 anh em ơi. Chúng mà lấy cây mini mà có cũ đớ không anh em ơi. Anh em về chồng thôi. Số 9 nè ha. Cái này 320 nha anh em ơi. Hoành 30. 320. Lấy hai cây bao ship nha nè. Nói chung là đây cao toàn tầm 25-30 không anh em. 20 đến 30. Cái này cao 25 nè. Tính từ đây lên 25. Được hả? Một mấy luôn rồi. 320 nha. Số 9. Cái cuối cùng. Rồi bye bye. Hẹn gặp lại anh em clip sau nha.
Mình chào, cảm ơn anh em thời gian qua đã ủng hộ kênh của mình nha. Xem của kênh mình giải trí cũng được ha. Cái gì mà thấy hay, thấy hữu ích là mình sẽ chia sẻ cho anh em hết. Anh em nào trồng phôi không được, được rồi, mình trồng phôi của mình nó mưa mình nó chết quá trời quá đất anh em ơi. 10 cây thì hôm nay chết 4 cây luôn anh em. Rất là nhiều luôn. Nên là rất là tiếc luôn anh em. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em ở clip sau nha. Thời tiết nó không có ủng hộ nên là mình cũng đành bó tay rồi nè.